Kính dính liền cảm ứng nha các bạn. Thì trong quá trình mình xài các bạn, vô tình làm rớt bể mặt kính hoặc là liệt cảm ứng các bạn, thì mình cần phải thay cái mặt kính cảm ứng này. Thì thời gian thay cái này thì thời gian tầm khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng là xong. Các bạn có thể ngồi chờ lấy máy luôn. Còn những bạn ở xa mà không có điều kiện tới thay thì các bạn đem về nha các bạn. Các bạn mua về thì các bạn ra ngoài tiền mình nhờ kỹ thuật họ thay giúp cho các bạn. Cảm ứng này cảm ứng dính nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip.